Mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Sẽ là thiếu sót nếu như ngày hôm nay chúng ta không chia sẻ với nhau một chút thông tin về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 được coi là ngày lễ hội của ngành giáo dục, là ngày tôn sư trọng đạo với những hoạt động tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Nhìn thấy không, cứ vào ngày 20 tháng 11 hàng năm thì các thế hệ học trò bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo bằng cách là đến trường tặng hoa hay là tặng quà cho các thầy cô giáo. Và ngành giáo dục cũng lấy dịp này để ôn lại các hoạt động giáo dục, định ra phương hướng và nâng cao chất lượng giáo dục. Nguồn gốc của Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ bắt đầu từ năm 1957. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 1957 thì tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Đến ngày 20 tháng 11 năm 1958 thì ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức rầm rộ tại các tỉnh phía Bắc, và những năm sau đó thì ngày hiến chương các nhà giáo cũng được tổ chức tại các vùng giải phóng ở phía Nam. Ngày kỷ niệm này với những hoạt động của nó rất là phù hợp với truyền thống tôn sư trọng đạo và truyền thống hiếu học của dân tộc ta từ ngàn đời, nên được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ. Và từ tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã quyết định chọn ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và từ đó cho đến nay thì cứ đến ngày 20 tháng 11 thì nhân dân ta lại lấy ngày này để coi như là một cái ngày lễ của ngành giáo dục. Và qua ngày này thì các thế hệ học trò bày tỏ cái lòng biết ơn của mình, bày tỏ cái lòng hiếu học và tôn sư trọng đạo là một truyền thống đẹp của người dân Việt Nam.